Bóng đá vui nhộn, chúng tôi tổng hợp rất nhiều các tình huống, từ những bàn thắng điểm ngất ngây đến những pha cười ra nước mắt của các siêu sao sân cỏ trên thế giới. Nếu các bạn là những fan bóng đá chính hiệu, đừng quên theo dõi kênh Mr. Zero thường xuyên nhé. Sẽ có rất nhiều video hay và thú vị đấy. Nếu thấy hay thì hãy bấm like, share và subscribe cho channel của chúng mình nhé. Xin chào! Bóng đá thế giới có rất nhiều cầu thủ vĩ đại, nhưng rất ít người trong số họ có thể làm thay đổi lịch sử và tác động lớn tới môn thể thao vua. Và trong số đó, không thể không kể đến Lionel Messi. Messi hội tụ đầy đủ phẩm chất của một siêu sao bóng đá với khả năng săn bàn thượng hạng, người kiến tạo và đi bóng đẳng cấp thế giới. Anh cũng có vô số những danh hiệu danh giá và hơn thế, anh có sức ảnh hưởng lớn đến bóng đá và khán giả trên toàn thế giới. Và sau đây hãy cùng điểm qua 10 lần Messi khiến làng cúp cầu thế giới bùng nổ. Màn ra mắt PSG, Lionel Messi cũng đã chính thức trở thành tân binh hạng nặng của Paris Saint-Germain. Sau khi vượt qua cuộc kiểm tra y tế, Messi đã đến văn phòng PSG và đặt bút ký hợp đồng với thời hạn đến tháng 6 năm 2023, cùng tùy chọn gia hạn 1 năm. Siêu sao người Argentina sẽ nhận mức lương cộng với các khoản phụ phí thưởng tổng cộng có thể lên tới 35 triệu euro một năm. Chuyến bay của thủ quân Argentina tới Pháp đã thu hút gần 9 vạn người theo dõi. Và khi anh di chuyển đến phía tây thủ đô nước Pháp để kiểm tra y tế, người hâm mộ cũng quay được cảnh rất nhiều cảnh sát có vũ trang hộ tống đoàn xe. Sự kiện Messi chính thức ra mắt PSG tại sân công viên các hoàng tử tạo nên hiệu ứng không chỉ trên sân mà cả trên những mặt báo trong và ngoài nước. Đăng quang Copa America 2021, Lionel Messi, đội trưởng Argentina đã bật khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc. Messi vĩ đại, điều này chẳng ai có thể phủ nhận. Và đây là hồi kết không thể đẹp hơn cho số 10. Anh có danh hiệu lớn đầu tiên và Argentina cũng chấm dứt được 28 năm khô hạn vinh quang. Hình ảnh các cầu thủ Argentina tung bổng Messi trong màn ăn mừng sau hồi còi chung cuộc đủ nói lên nhiều điều. Thông thường, nạn nhân được tung bổng này phải là huấn luyện viên, nhưng tất cả người Argentina đều hiểu ngôi sao của họ khao khát chiến thắng này đến nhường nào. Siêu phẩm đẹp nhất tại Camp Nou trong trận đấu với Getafe năm 2007. Phẩm chất thiên tài của Messi được thể hiện rõ nhất là bàn thắng vào lưới Getafe ngày 17 tháng 4 năm 2007 ở lượt đi cúp nhà vua Tây Ban Nha. Hôm đó, hơn 53.000 khán giả có mặt trên Camp Nou để chứng kiến khoảnh khắc kỳ diệu này. Sau bàn thắng này, Messi được thừa nhận rộng rãi như một truyền nhân đích thực của Diego Maradona. Siêu phẩm đá phạt vào lưới Liverpool mùa 2018-2019. Messi đã thực hiện một siêu phẩm đá phạt cực kỳ đẹp mắt vào lưới Liverpool ở trận bán kết lượt đi cúp C1. Anh vẽ lên một đường cong ảo diệu khiến pha bay người của thủ môn Alisson Becker bên phía Liverpool chỉ còn tác dụng giúp bàn thắng trông đẹp mắt hơn. Khoảnh khắc kỳ diệu này đã giúp Messi cán mốc 600 bàn thắng trong các trận đấu chính thức cho Barca trong một ngày thật đặc biệt, ngày 1 tháng 5 năm 2019. Kỷ niệm tròn 40 năm ngày Messi ghi bàn thắng đầu tiên cho Barca khi sút tung lưới Albacete ở La Liga khi mới 17 tuổi. Màn trả đũa điên rồ với Real Madrid 2016-2017. Trong trận El Clasico giữa Real Madrid và Barca hồi tháng 4 năm 2017, Messi đã dính nguyên cái cùi chỏ vào mặt. Trong pha tranh chấp với hậu vệ Barcelona, Messi đổ gục xuống sân với cái mồm đầy máu và sau đó đã phải ngậm khăn để ngăn cho máu không chảy. Messi nén đau thi đấu, sau đó gỡ hòa cho Barca.
Sau đó các cầu thủ Real vẫn không tha cho Messi, anh liên tục là mục tiêu triệt hạ của các sao giải ngân hà. Chưa hết, đến phút 77, Ramos vào bóng bạo lực bằng cả hai chân để ngăn cản pha phản công của Messi. Trọng tài Alejandro Hernandez không ngần ngại rút thẻ đỏ đuổi đội trưởng Real Madrid ra khỏi sân. Và cuối cùng, để trả đũa những gì Real làm với mình, Leo đã ấn định chiến thắng 3-2 cho Barca ở phút bù giờ thứ hai của trận đấu. Sau khi ghi bàn, Messi có hành động ăn mừng khiến hàng vạn khán giả Real Madrid trước đó la ó anh phải câm nín. Messi lập hat-trick đưa Argentina vào vòng chung kết World Cup 2018. Lionel Messi hoàn thành xuất sắc sứ mệnh giải cứu đội tuyển Argentina khi một mình giúp Á quân World Cup 2014 giành vé đến Nga 2018. Anh lập cú đúp trong chưa đầy 10 phút ở hiệp 1 trước khi hoàn thành cú hat-trick bằng pha dứt điểm quyết đoán trong hiệp 2. Đây là hat-trick thứ 5 trong màu áo Argentina của Messi và nó chính thức giúp đội bóng của anh giành quyền dự World Cup 2018. Khi đứng thứ 3 vòng loại. Màn trình diễn ấn tượng trước Bayern Munich và hạ nhục Baten. Bayern Munich đã thua 0-3 trước Barca ở lượt đi bán kết Champions League mùa 2014-2015. Messi mở tỷ số ở phút 77 và 3 phút sau đó, cầu thủ người Argentina nhân đôi cách biệt cho Barca. Đội bóng xứ Catalonia đã thi đấu ấn tượng, đặc biệt là pha ghi bàn solo của Lionel Messi ở phút 80. Ngôi sao người Argentina đã đi bóng vào vòng cấm, vượt qua sự truy cản của Baten rồi ghi bàn vào lưới thủ môn Neuer. Điều đặc biệt là Boateng đã bị trượt ngã khi cố gắng theo kèm Messi. Đây được xem là khoảnh khắc thiên tài của Lionel Messi khi mà Jerome Boateng được đánh giá là hậu vệ hàng đầu thế giới ở thời điểm đó. Lập hat-trick kinh điển vào lưới Real ở tuổi 19. Hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp của Messi đã là một sự kiện chấn động. Chàng thiếu niên trưởng thành từ lò La Masia đã 3 lần sút tung lưới đại kình địch Real Madrid trong trận El Clasico lượt về La Liga mùa 2006-2007 vào ngày 10 tháng 3. Thế giới bắt đầu chú ý và tập trung vào cầu thủ người Argentina năm ấy mới chỉ vừa tròn 19. Đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ đầu tiên ghi 5 bàn trong một trận đấu ở Champions League với Leverkusen. Lionel Messi đã có một lần ghi 5 bàn trong một trận khi cùng Barca đè bẹp Leverkusen với tỷ số 7-1 ở lượt đi vòng 16 đội Champions League hồi tháng 3 năm 2012. Đây đồng thời là kỷ lục về số bàn ghi trong một trận của một cầu thủ tại Champions League. Lập siêu hat-trick vào lưới Brazil. Tuy chỉ là một trận đấu giao hữu, nhưng cặp đấu giữa Argentina-Brazil lại thu hút rất nhiều sự chú ý của giới hâm mộ. Và khán giả hoàn toàn có thể hài lòng với màn trình diễn đầy cống hiến giữa Argentina và Brazil tại sân MetLife. Trái ngược với tính chất của một trận giao hữu, hai đội tuyển hàng đầu của Nam Mỹ đã thi đấu đầy máu lửa và tạo ra một bữa tiệc bàn thắng đầy gay cấn. Đặc biệt là phong độ chói sáng của Lionel Messi. Anh đã lập cú hat-trick góp phần vào chiến thắng 4-3 của Argentina. Với khả năng chấp thời cơ và dứt điểm lạnh lùng, gần như người ta chỉ thấy Messi chơi bóng trong 3 tình huống anh ghi bàn. Bạn nghĩ như thế nào về những màn trình diễn đỉnh cao của Lionel Messi? Theo bạn, với tài năng và sức ảnh hưởng của mình,
liệu Messi có trở thành cầu thủ vĩ đại nhất thế giới hay không? Hãy bình luận ý kiến của bạn ở phía bên dưới nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.